Thì Facebook không thể nào mà liệt kê ra được tất cả những cái bài đăng
mà đã bị chỉnh quyền riêng tư, kể cả những bài đăng có chứa hashtag. Do đó, nhà tiếp thị họ cũng không thể nào mà thống kê được có bao nhiêu người tương tác với nhau sử dụng cái hashtag của mình, từ đó không thể đo lường được hiệu quả chiến dịch của họ. Do đó là không thể nào mà ứng dụng được hashtag. Cái thứ hai á, là hashtag rất thụ động. Hashtag thì giống như là một chất keo kết chính các bạn hội thoại với chung một thông điệp lại với nhau thôi. Ngoài ra hashtag không thể làm một chuyện gì khác nữa. Bạn không thể chạy những chiến dịch chẳng hạn như là trúng thưởng, lúc thăm trúng thưởng, điền mã số dự thưởng, hay là bình chọn với hashtag được. Thí dụ bây giờ tôi ăn bim bim, xong rồi tôi có một cái mã số trúng thưởng, cái cách bình thường tôi sẽ làm đó là tôi nhắn tin vào tổng đài, hoặc là tôi cái ứng dụng của cái nhãn hàng bim bim đó, tôi đánh cái mã số dự thưởng vào, thì cái ứng dụng đó kết nối với cái backend, cái hệ thống ở đằng sau với cái cơ sở dữ liệu để cho tôi biết được là tôi có trúng thưởng hay không. Nhưng mà với hashtag thì tôi không làm được chuyện đó. Tôi không thể nào mà tôi nhấn thăng mã số dự thưởng của tôi, nhấn thăng nó không hiểu nó phải làm gì, hashtag không hiểu là phải làm gì tiếp theo, mã số này là cái gì. Bởi vì đằng sau dấu thăng này, đằng sau hashtag này không có một hệ thống nào để có thể xử lý cái chuyện đó. Thì nhìn thấy hai cái nỗi đau này của nhà tiếp thị cũng là nỗi đau của chúng tôi, bởi vì chúng tôi làm trong ngành truyền thông. Chúng tôi đã quyết tâm xây dựng lên một hệ thống để có thể kích hoạt được những hashtag này để tạo ra được những action khác. Làm sao chuyển những hashtag từ thể bị động sang thể chủ động để nhà tiếp thị có thể chạy thoải mái các chiến dịch bằng action khác mà không cần phải nhờ tới ứng dụng Facebook nữa, cũng không bị động như trước nữa. Thì kích hoạt như thế nào tôi xin trình bày trong slide tiếp theo. Và cái việc mà không thể đo lường được hiệu quả của hashtag trên Facebook bây giờ cũng không còn nữa, bởi vì chúng tôi cung cấp một hệ thống báo cáo thông minh giúp cho nhà tiếp thị đo được trong thời gian thực bao nhiêu, tổng bao nhiêu, hôm nay là có bao nhiêu bài đăng có chứa hashtag của họ, và chi tiết từng bài đăng là gì, ngày giờ như thế nào. Để dễ hiểu hơn thì tôi xin mời quý vị tham khảo cái quy trình vận hành của hệ thống chúng tôi. Trước chiến dịch, chúng tôi sẽ kích hoạt, nhà tiếp thị sẽ kích hoạt một cái hashtag nhất định. Khi mà kích hoạt chiến dịch, kích hoạt hashtag đó thì người chơi muốn tham gia vào chiến dịch, họ chỉ việc đăng một cái bài đăng có chứa hashtag này. Cái hệ thống chúng tôi sẽ tự động hiểu được là người chơi khi mà đăng cái bài có chứa hashtag này, họ muốn tham gia vào chiến dịch. Họ muốn tham gia vào chiến dịch thì chúng tôi sẽ kết nối cái đó với lại cái hệ thống cơ sở dữ liệu đằng sau và thực hiện cái mệnh lệnh, và sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cái hệ thống báo cáo để cho nhà tiếp thị biết được là chiến dịch của họ thành công hay không. Một ví dụ cụ thể, chẳng hạn như tôi muốn làm một cái chiến dịch trúng iPhone 6, nhưng mà tôi không muốn sử dụng Facebook app, không muốn sử dụng ứng dụng Facebook nữa, bởi vì nó rất là tốn kém, mất thời gian và tôi không có thời gian cho cái chuyện đó. Thì tôi sẽ sử dụng trong bằng cách tôi chọn cái chiến dịch là thưởng. Sau đó tôi kích hoạt cái hashtag trúng iPhone 6 và điền các cơ sở dữ liệu mà cho yêu cầu. Khi mà làm cái chuyện này á, bất cứ người nào lên trên mạng mà đăng cái bài viết, chia sẻ bài viết có chứa hashtag iPhone 6 thì chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động kết nối với cơ sở dữ liệu của đằng sau và gửi lại cho họ một cái thông báo là họ có trúng thưởng hay không. Điều này hashtag bình thường không làm được, các hashtag bình thường không hiểu cái chuyện này, nhưng mà chúng tôi làm được cái chuyện này và chúng tôi mở rộng ra cho tất cả các bạn chiến dịch, chứ không riêng gì là chiến dịch trúng thưởng không thôi. Và tiếp theo là hệ thống báo cáo thông minh. Đó là sản phẩm của chúng tôi. Thế thì chúng tôi kiếm tiền bằng cách nào, trên mô hình doanh thu chúng tôi là như thế nào? Chúng tôi kiếm tiền qua hai kênh, đó là kênh truyền thông trên mạng xã hội và kênh giao dịch trên mạng xã hội. Giao dịch trên mạng xã hội có thể là, có nghĩa là mua bán trực tiếp trên mạng xã hội thông qua việc đăng bài đăng có chứa hashtag ba hoặc mua. Truyền thông trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ thu khách hàng $500 một chiến dịch. Tương tự đối với giao dịch trên mạng xã hội, chúng tôi cũng thu $500 cộng với 3% phí của giá thành sản phẩm. Những cái chặng đường đã qua của chúng tôi hẳn là quý vị cũng biết, nếu trong cái giai đoạn phát triển sản phẩm, đặc biệt là đối với một startup thì nó là một quá trình rất là gian nan và đầy thử thách, nhưng mà cùng lúc cũng rất là vui, rất là thú vị, bởi vì giống như là nhìn đứa con tinh thần của mình được lớn lên từng ngày. Và cái cột mốc phát triển của chúng tôi vào tháng 4 năm 2014, chúng tôi có được bản mẫu đầu tiên của mình với một chức năng là tự động gửi tin nhắn ở trên Twitter khi mà người dùng đăng một cái bài viết có chứa action khác nhất định. Cái prototype này đã giúp chúng tôi được nhận vào Vietnam Silicon Valley vào tháng 6 năm 2014. Và trong suốt 4 tháng bước can của chương trình, với sự hỗ trợ của ekip Silicon Valley, của cố vấn của chúng tôi và nỗ lực của team của mình, chúng tôi đã cho ra được giai đoạn đầu tiên của sản phẩm. Và
vào giữa tháng 9 năm 2014. Đó là các chức năng marketing trên mạng xã hội sử dụng action tag, chẳng hạn như là tự động gửi tin nhắn, trúng thưởng, cuộc thi ảnh, cuộc thi video, bình chọn, chương trình trúng thưởng như hồi nãy là tôi đã nói là ăn bim bim và có bản thân và tặng sản phẩm miễn phí. Hiện giờ chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm khách hàng của mình và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận miệng với khách hàng đầu tiên và dự án dự tính là cái project đầu tiên mà sử dụng action tag tại Việt Nam sẽ roll out vào giữa tháng 11 năm 2014. Các việc tiếp theo chúng tôi phải làm đó là phát triển giai đoạn 2 của sản phẩm giao dịch trên mạng xã hội bằng action tag và phát triển ra thị trường Úc. Nói về thị trường thì Việt Nam là một thị trường cực kỳ tiềm năng, bởi vì marketing trên mạng xã hội mới thực sự bùng nổ trong vòng 3 năm trở lại đây thôi. Và bây giờ các nhà thị trường họ đang đi vào một cái lối mòn, đó là họ cứ sử dụng những cái ứng dụng Facebook nhàm chán mà không có một sự sáng tạo nào hết. Bởi vậy khi mà chúng tôi giới thiệu cái action tag hay là cái John system, cái hệ thống của John này vào là một thời điểm cực kỳ hợp lý, thì ước tính ở Việt Nam có khoảng 25.000 chiến dịch marketing trên mạng xã hội được chạy trong một năm. Trong năm đầu tiên tôi có kỳ vọng đạt được 10% của thị trường, có nghĩa là 2.500 chiến dịch với giá $500 một chiến dịch thì chúng tôi sẽ đạt được 1.250.000 đô trong năm đầu tiên. Và 3 năm tiếp theo chúng tôi kỳ vọng đạt được 30% thị trường, là với chúng tôi sẽ có được 7.500 chiến dịch và chúng tôi sẽ đạt được doanh thu là 3.750.000 đô trong 3 năm tiếp theo. Nhưng mà thị trường của chúng tôi không chỉ muốn dừng lại ở Việt Nam, bởi vì chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp nếu muốn sống sót, muốn bán được hàng thì phải làm marketing, và bắt buộc phải làm marketing trên mạng xã hội, bởi vì số người dùng mạng xã hội những ngày một tăng lên chứ không hề mất đi. Mất thời gian chi tiền bạc cho việc tuyển dụng nhân lực của mình